với cái tầm tiền trên 300 triệu mà các bác quan tâm về chiếc xe số tự động. Và đặc biệt nếu như bác nào thích một chiếc xe Hyundai, Hyundai Accent đời 2011 số tự động bản nhập khẩu, giá chờ bán là 345 triệu. Từ sơn cho đến máy số đều là zin đẹp. Bác nào quan tâm và yêu thích dòng xe Hyundai Accent nhập khẩu số tự động trên 300 thì kết nối qua Zalo cho em Lê Hương ạ, 0354602790, để được em Lê Hương tư vấn về siêu phẩm Hyundai Accent của em Hương đây nhé. 345 triệu với động cơ trang bị chỉ có 1.4 thôi. Accent này ạ, bản sedan hai đầu cực đẹp luôn, với lớp sơn màu bạc. Và em này với những đường dập lỗ cho thân xe để cực kỳ là khỏe khoắn này. Và tất cả những cái khớp lối thì cực kỳ là khít luôn nhá. Em quay chi tiết cho mình xem. Cam lùi, cam hành trình, màn hình giải trí và cảm biến va chạm đầy đủ cho em rồi. Hyundai Accent, một trong những cái dòng xe làm lên tên tuổi của Hyundai đây ạ. Rất là nhiều bác yêu thích về dòng xe này, không chỉ là bền bỉ này, máy số ngon này, đi mà lành mà tiết kiệm nhiên liệu, với động cơ trang bị chỉ có 1.4 thôi. Từ góc nghiêng cho đến góc trước, góc sau em đều quay chi tiết cho mình. Tất cả những đường dập lỗi hai bên em đều quay chi tiết cho mình nhé, cực kỳ sắc nét luôn các bác này. Xi nhan thì được tích hợp ở trên gương, phanh ABS, một dàn lốp Hankook cực mới cho em nhé. Đèn là đèn halogen, có đèn gầm đầy đủ rồi, mặt ga lăng với cái lưới tản nhiệt kìa, nhìn đặc trưng của Hyundai đấy ạ. Một dàn lốp Hankook cực kỳ rộng, cực kỳ là dày dặn luôn. Trang bị cho em hai bánh trước là phanh ABS chống bó cứng này, các bác nhìn này, gầm bệ này, không hề bị mục mọt, cam kết bao test hãng toàn quốc cho mình cho chiếc xe Hyundai Accent đấy ạ. Xi nhan tích hợp trên gương, gương kính từ những cái chỉ số gương kính thì đều liền đời theo xe cho em. Và em này là biển 29A nhé, Hà Nội nhé. Bác nào có về Hà Nội thì cũng không mất đến 20 triệu tiền phí vào biển đâu ạ. Tất cả các chỉ số gương kính đều là liền đời theo xe cho em. Bên ngoài ngoại thất đã gọn gàng sạch sẽ, sơn xi bóng bẩy rồi thì bên trong cũng không kém phần đâu ạ. Bên trong cũng không kém phần với nội thất, ghế màu ghi cùng tông màu với bên ngoài nhé. Táp ly thì đẹp căng luôn, móc khóa này sáng choang luôn. Gương kính auto tự động cho em. Và cái phần này là phần da mềm này, các bác nhìn này, da mềm thông hơi thoáng khí cho em nhé. Keo chỉ zin toàn bộ cánh cửa đây ạ, keo chỉ zin này, kể cả cái lỗ thoát nước cũng cực kỳ sắc nét luôn. Ghế da đây thông hơi thoáng khí, không hề rách vỡ, không hề bị mủn hay là bị nhăn nheo đâu ạ. Lên màn hình giải trí cỡ bé rồi, túi khí an toàn trang bị trên ghế phụ và trên vô lăng của bác tài. Một chút nữa sang bên kia em sẽ quay chi tiết cho mình. Ghế da này, thảm bệ cao su lon, vừa dễ dàng vệ sinh vừa sạch sẽ. Từng con ốc nhỏ nhất quan trọng khi xem xe, các bác xem này, cột kéo nguyên zin, ốc nhái không hề bị vặn mở nhé. Các bác nhé, cột kéo nguyên zin luôn, các cái bấm đinh tán này, cực kỳ xịn sò luôn. Chất lượng xe thì em cam kết cho mình bằng văn bản giấy tờ, không đâm xô, không ngập nước. Nếu như mà sai so với chất, so với cái cam kết của em thì em Hương sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cái lời nói của mình trong cái video ngày hôm nay. Đây, thảm bệ cực kỳ sạch sẽ luôn. Ốc nhái đây các bác nhìn này, vẫn còn nguyên, nếu mà nhìn kỹ nhá, đời 2011 mà giữ được nguyên zin như này rất là hiếm luôn. Táp ly cửa này, phần này là da mềm này, phía sau thì có móc khóa trẻ nhỏ thông minh cho những bác nào mà có con nhỏ này. Đi thì các bác chốt vào thì cực kỳ an toàn luôn, con không thể tự ý mở cửa được đâu ạ. La răng thể thao này, hệ thống phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em, lốp lắp rất là căng và dày dặn luôn. Đèn hậu phía sau cũng thiết kế to bản nhá. Biển Hà Nội với 4 mắt cảm biến va chạm phía sau và cam lùi đầy đủ cho em rồi. Đây các bác nhìn này, cam lùi đầy đủ rồi. Em sẽ mở luôn khoang hành lý của xe lên nhá. Khoang hành lý của xe thì cực kỳ rộng rãi luôn các bác ạ. Đây, ở trên vô lăng thì trên phần đằng trước thì bác chủ còn có mua thêm một cái để kê lên cái phần táp ly, táp lô đấy ạ. Nhưng mà em bỏ ra em để đây, bác nào mà mua em để lại tặng nguyên cho mình, để lên cho đỡ chống nóng này, chỗ đỡ nóng và đỡ bị xước nhé. Đây, lốp sô cua cũng như là dụng cụ tăng kích lốp còn nguyên và đầy đủ cho em. Các bác nhìn sàn bệ gầm các thứ này sạch sẽ gọn gàng như thế này. Máng nước hai bên thì cũng không hề bị đâm xô hay là ngập nước này. Quay chi tiết cho bác xem nhá. Máng nước hai bên không hề đâm xô hay ngập nước. Keo chỉ zin toàn bộ, lắp cabo cũng như lắp cốp. Các cái lỗ cắt này, các cái lỗ thoát nước, keo chỉ zin toàn bộ luôn. Ốc nhái của phần lắp cốp xe cũng không hề bị vặn mở luôn. Hành lý rộng rãi này, có cả thảm chống nóng ở trên cái phần đây. Thảm chống nóng ở trên cái phần táp lô này, còn có cả cái bọc vô lăng nữa đây. Bác nào mua thì em cũng tặng nguyên cho mình nhá. Bọc vô lăng em để đằng sau này. Tí nữa em sẽ lắp vào cho cái tập phần vô lăng cho nó cao hơn. Cam lùi này, cam phía trên này đầy đủ cho em rồi. Đèn hậu phía sau thì cực kỳ sắc nét luôn. Đây ạ, một dàn lốp đây nhá các bác nhá. Dàn lốp Hankook cực kỳ dày dặn luôn. Hệ thống phanh ABS chống bó cứng cho em. Gương kính thì auto tự động rồi.
em đã nói rồi, khi mà em Hùng đã cam kết và bao test hãng cho mình thì các bác cứ tự tin thôi. Tìm ở đâu ra một chiếc xe Accent nhập khẩu mà giá chỉ có 345 triệu, chỉ bên em Lê Hương mới có cái dòng xe đẹp và giá ok như vậy thôi các bác ạ. Thật sự là rất là ok luôn. Accent đi nó khác lắm các bác nhá, đi nó khác lắm này. Gương kính thì liền đời theo xe cho em, đi cực đầm sắp xe luôn. Đây ạ, chân vô lăng thì thiết kế ba chấu như thế này. Đây, túi khí an toàn này, tăng giảm âm lượng lách bài chân vô lăng luôn. Màn hình giải trí có thêm hỗ trợ đầu DVD, điều hòa hai vùng bằng cơ, nóng lạnh này, sấy sưởi kính lấy gió trong ngoài. Cần số phanh tay còn cực kỳ là sắc nét luôn cho em nhé. Biển Hà Nội rất là hợp lý cho những bác nào thanh niên đi làm xa nhà hoặc vợ chồng trẻ thì đi quá là ok luôn, lên khu vực Hà Nội rất là tiện luôn. Hoặc có về biển Hà Nội thì không mất quá là nhiều tên về sang tên đổi biển này. Từng con ốc này, táp ly bên vô lăng bác tài, bên cánh cửa bác tài cũng không hề bóng, không hề mòn. Thêm hai loa chép nhỏ cộng với 4 quả loa to bản trang bị 4 cánh cửa này. Gương kính thì auto này, chỉnh trái phải cho em. Đây tận là da mềm cao cấp luôn, thông hơi thoáng khí cho em. Và riêng phần vô bên ghế của bác tài thì bác tài có may thêm một cái áo ghế này với những cái hàn massage này, vừa thoáng vừa mát nhá, ngồi cực kỳ dễ chịu luôn nếu như các bác đi đường dài thoải mái luôn. Ốc nhái đây, quan trọng vẫn là ốc này. Tích cơ thông số của xe còn nguyên zin đẹp như thế này cơ mà các bác ơi. Đừng quên số hotline của em Hương để khi mua xe Accent máy số zin, sơn zin đẹp như thế này với cái giá là 345 triệu em Hương bao rút hồ sơ cho mình. Với cái phần mà các bác mà nếu như ở gần thì em cũng sẽ bao ship cho mình luôn. Còn nếu như các bác ở xa thì các bác có thể hỗ trợ cho em một nửa tiền vận chuyển cũng được, để em có thể ship xe đến tận nơi cho mình nhá. Còn rồi thì em đã quay chi tiết về ngoại thất và nội thất. Bây giờ sẽ đến là phần máy số của xe. Thật sự là Accent là một trong những dòng xe thân vỏ rất là dày dặn cứng cáp luôn. Còn đây là bên trong khoang động cơ máy móc của xe, zin đẹp toàn xe luôn. Từ những cái ốc mặt máy này, ốc phách cam thì các bác nhìn này, zin đẹp luôn. Các cái thanh ngang cũng vậy luôn nhá, ốc nhái thì còn nguyên zin cho em. Máng nước hai bên không hề đâm xô, không hề ngập nước. Ụ giảm chấn giảm sóc này, bình ắc quy này, bình ắc quy xanh led luôn. Bác này cũng chắc là mới thay này, ngày 4 tháng 2 2022. Bác cái còn đánh dấu vào đây này các bác này. Cụ phanh ABS nằm gọn gàng ở kia, các bác nhìn không, xanh xanh này, hồng hồng vàng vàng. Đấy là cái bút chấm sơn nguyên bản khi mà nhà sản xuất nó mang ra thì bây giờ vẫn còn giữ được nguyên nhé. Ụ giảm chấn giảm sóc hai bên này. Đó. Và em này, lắp cabo zin đẹp luôn. Từ con ốc này, từng các cái lốt cắt và những cái bấm đinh tán này, keo chỉ zin toàn bộ lắp cabo. Một đôi cao su này, các cái lốt cắt bấm đinh tán cực kỳ đẹp luôn, còn giữ nguyên được nguyên bản nhé. Còn chần chờ gì khi với một chiếc xe siêu phẩm như thế này mà giá chào bán chỉ có 345 triệu. 45 triệu cho siêu phẩm Hyundai Accent đời 2011 số tự động đẹp. Bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại, em Lê Hương sẽ tư vấn cho mình. 0354602790. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.